Chào mừng bạn đến với kênh Khám phá Du lịch. Và hôm nay Khám phá Du lịch sẽ cùng bạn khám phá về một nền ẩm thực rất là nổi tiếng trên thế giới. Đó là ẩm thực Trung Quốc. Là một trong những nền ẩm thực phong phú và đa dạng nhất trên thế giới, phản ánh lịch sử, văn hóa và đa dạng địa lý của đất nước này. Nền ẩm thực Trung Quốc đã phát triển qua hàng ngàn năm với sự ảnh hưởng của nhiều triều đại và vùng miền khác nhau. Dưới đây là top 10 món ăn đặc sản nổi tiếng tại Trung Quốc. Món ăn rất nổi tiếng và là đặc sản của Trung Quốc đầu tiên đó là vịt quay Bắc Kinh, là một biểu tượng của nền ẩm thực Trung Quốc. Vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng với da giòn và thịt mềm, thường được ăn cùng với bánh tráng, gừng và sốt. Món ăn đặc sản thứ hai khi đi du lịch tại Trung Quốc mà du khách nên thử dù chỉ một lần đó là dim sum, bao gồm nhiều loại bánh nhỏ như bánh bao, há cảo, xíu mại và nhiều món khác, thường ăn kèm với nước mắm hoặc sốt tiêu. Một món ăn đặc biệt rất là nổi tiếng tại Trung Quốc đó là hot pot, hay còn được gọi là lẩu, một phong cách ẩm thực phổ biến. Lẩu có nhiều loại nước dùng và nguyên liệu như thịt, rau củ và hải sản để nấu. Món ăn đặc sản thứ tư khi đi du lịch tại Trung Quốc đó là bánh bao túi nước. Bánh bao nhỏ chứa nhân thịt và nước dùng, nổi tiếng với hương vị độc đáo và cách làm tinh tế. Món ăn đặc sản thứ năm khi đi du lịch tại Trung Quốc mà du khách nên thử đó là Mapo Tofu, tức là đậu hũ cái bì. Một món ăn từ đậu hũ cắt nhỏ kèm với thịt bò hoặc thịt lợn, với nước sốt cay và đầy đủ các gia vị. Món ăn đặc biệt đặc sản thứ sáu khi đi du lịch tại Trung Quốc đó là Kung Pao Chicken, hay còn được gọi là gà Kung Pao. Món gà chiên sốt với đậu hũ, đậu que và hạt điều mang đến một hương vị cay ngon. Món ăn đặc sản thứ bảy mà du khách nên thử khi đi du lịch tại Trung Quốc đó là cơm chiên Dương Châu, một phiên bản đặc biệt của cơm chiên với thịt, hải sản, xúc xích và rau củ. Món ăn đặc sản thứ 8 khi đi du lịch tại Trung Quốc mà du khách nên thử đó là Mapo Tofu, hay còn được gọi với tên gọi khác là đậu hũ cái bì. Một món đậu hũ khác cũng khá là nổi tiếng với nước sốt thơm ngon, cay cay và đậm đà. Món ăn đặc sản thứ 9 khi đi du lịch tại Trung Quốc đó là Sichuan Hotpot, hay còn được gọi là lẩu Sichuan, một loại lẩu đặc trưng của vùng Sichuan, nổi tiếng với nước dùng cay nồng và gia vị đặc trưng. Món ăn đặc sản thứ 10 khi đi du lịch tại Trung Quốc đó là Zhongji, tức là bánh chưng trái cây. Zhongji là một loại bánh truyền thống được làm từ lá chuối. Bánh có thể chứa các nhân khác nhau như thịt, đậu xanh và hạt ngũ cốc, thường được ăn trong lễ Tết Đoan Ngọ. Bên trên là top 10 món ăn đặc sản ngon và nổi tiếng tại Trung Quốc. Ngoài ra, khi đi du lịch tại quốc gia này, du khách còn có thể thưởng thức nhiều món ăn đặc sản khác từ các vùng miền khác nhau tại Trung Quốc.
Chúc bạn có một chuyến đi thật tuyệt vời bên gia đình, người thân và bạn bè. Nhớ like, subscribe và share cho kênh của Khám Phá Du Lịch để nhận được nhiều video hay khác nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.